Chào mọi người đến với kênh của anh em MMO của mình nha. Video này hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình hay góp nhận 100 token có cái RDC CCNB. Một token này nó thay đổi con chắc, nó con chắc của nó nha các bạn. Để tham gia giải quản lý phần link mô tả mở Telegram ra bấm nút start để chat cho bot. Thì mình rồi các bạn lướt cấp xa continue, nó hỏi cái này. Rồi các bạn dùng Google dịch mình dịch này ra các bạn. Rồi, các bạn dịch cái chữ này ra bạn, này nó kêu yêu cầu lịch nè. Bấm vào lịch rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm submit tên nha các bạn. Chương trình này góp này các bạn sẽ nhận 100 token D khoảng 500 đô, mỗi lượt ghép 250 đô. Bấm submit tên rồi các bạn join vào kênh góp nè, không biết nó về không các bạn, còn này nó ngon rồi phải bấm reset nha bạn. Thì mình thấy nó có website info của nó trên ấy rồi mình làm video luôn mà. Rồi các bạn cũng follow tiếp theo quên các bạn. Send me theo quên username. Rồi các bạn follow theo quên. Rồi gọi lại một cái username cho nó nghe các bạn. Rồi các bạn chờ nó chuyển đến trang shader của mình nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn cũng like nha các bạn. Rồi các bạn cũng tự quyết lợi của xin em của nó đi. Hoàng các bạn. Rồi các bạn tự quyết lại thôi. Câu này chương trình iGroup nó kết thúc vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 tất cả các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up lên đi. Rồi chờ chút xíu các bạn. Sao mà bắt up nó chuyện thì đỡ quá ta. Dạ các bạn. Mở trang trader của mình ra. New username. Phải các bạn chờ mình chút nữa các bạn. Rồi các bạn điền username theo word của mình các bạn. À còn MMO của anh nè. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn link request và pinbot. Rồi các bạn nhấp vào đây mà request và pinbot nó nghe các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Qua các bạn ở Telegram đây đi, rồi bấm run đi. Rồi các bạn mở đi xe mở trên dưới chocolate nha các bạn. Các bạn mở đi chỉ dưới chocolate mình ra. Rồi các bạn khớp lướt xuống tìm địa chỉ ETH, các bạn copy địa chỉ ETH của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn gọi lại cho bot nha các bạn. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 100 tốc càng nè bạn. Rồi sau này có thông tin mà phân phối này nọ thì mình sẽ làm cái video tiếp tục cho tất cả các bạn nha bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.